là máy cho Kawasaki Mark 2 Nhật là tìm sửa xe khách. Máy đang tháo ra để làm nha anh em. Máy mát này chạy lâu bị yếu máy hao xăng nha anh em nào chạy mát cứ qua tiệm xe Khánh. Anh Khánh có nhận làm nồi làm máy, sơn xe dọn kỹ nha anh em, dọn nguyên con như mới nè ha. Thời gian thì mà Khánh mở cửa từ 8 giờ tới 5 giờ tất cả ngày trong tuần. Anh em ở xa có thể gửi xe để Khánh nhận xe làm cho anh em, hoặc là liên hệ Khánh để mua phụ tùng ha. Đây Khánh bán đầy đủ phụ tùng cho anh em. Kawasaki Mark 2 ha. Khánh có nhận lên full 110, 125, 135, 150, 175 nha nè, cho Kawasaki Mark ha. Đầu Tết Khánh có nhận dọn phun chuyển cho anh em đi chơi Tết. Liên hệ Khánh để sửa xe nha anh em. Số điện thoại Khánh 038 9910 535. Kawasaki Mark 2.